Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái con HP Workstation các bạn. Cái dòng này đời mới sau này các bạn, nó chạy CPU Gen 8 và Gen 9 ha. Thì đây là cái con mà HP, cái mã là Z2G4 các bạn, Z2G4. Thì đây là cái con đầu tiên mình bán luôn, nên mình quay sơ lại để các bạn tham khảo luôn ha. Thì con HP Z2G4 các bạn, nó có cấu hình rất khá là giống với mấy cái máy văn phòng phổ thông mà mình hay gặp ở giai đoạn gần đây, ở cái mức giá khoảng tầm 12 tới 15 triệu các bạn. Ví dụ như ở Dell thì các bạn hay nghe cái mã Dell 3670 nè. Rồi cái con HP 590 đó. Thì cái cấu hình mà xuất xưởng của con HP Z2G4 này á, khi mình mua về á, là cấu hình ở mức giá 14 triệu 5 các bạn. Là nó có cái con Core i5 8005 3.0 GHz 6 core, RAM là một thanh 8GB 2666, một cái ổ cứng 1TB. Rồi nó như vậy thôi các bạn. Và cái nguồn thang máy là nguồn 500W ha. Rồi thì bây giờ là mình phải nâng cấp thêm một cái SSD của HP đó các bạn. SSD EX900M2 NVMe. Con này là 500GB các bạn ha. Và mình sẽ gắn thêm một cái cạc quạt rồ B620 2GB để làm đồ họa nhẹ các bạn. Thiết kế mấy cái file nhỏ nhỏ thôi. Đó, bây giờ mình sẽ khui thùng ra thử nha. Đây là bên trong mà khi mình mới mua về nè các bạn. Thì cái con quạt rồ B620 này các bạn, thì mình đã yêu cầu bên nhà phân phối á là gắn vô trước cho mình luôn rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần nâng cấp thêm cái đó đem M2 nữa thôi các bạn. Các bạn thấy đây là cái bàn phím HP thang máy này các bạn. Đây là cái hộp, cái bóc của cái cạc quạt rồ B620 2GB nữa các bạn. Quạt rồ thì nó có 4 cổng mini display board á, chính vậy nên nó sẽ cho một số sợi cáp chuyển cho mình nữa các bạn. Mini display board sang display board lớn nha. Cổng này cũng tương tự các bạn ha. Rồi chuột với lại dây nguồn theo máy nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái thùng này ra ha. Rồi các bạn, đây là phía trước của máy nè các bạn ha. Nó làm nguyên một màu đen hết luôn các bạn. Đây là cái logo của HP đây. Rồi cũng có nút power các bạn, rồi sách tai nghe, ổ DC slim ha. USB 3.0. Rồi, đây là logo của Core i5 Gen 8 mà ha. Đây là con Z2. Đây là phía sau máy các bạn, đây là cái nguồn mình nói rồi, đây là cái nguồn nó 500W các bạn. Nó có 3 cái phiên bản các bạn ha. Một bản là nguồn 250W cho mấy cây RF nhỏ các bạn. Cái loại thứ hai là nguồn 500W và cái dòng thứ ba là support cái màn hình được cao hơn, đó là cái dây nguồn 650W. Rồi có hai ngõ display box ở trên mainboard các bạn ha. Rồi, cổng USB lên layout. Rồi cái cổng USB 3.0 và lên Gigabit. Đó. Rồi mà thấy đây là nó có 4 cái cổng là mini display board nha các bạn. Thì đây là cái cạc màn hình quạt rồ B620 đó các bạn. Rồi, đây là bên trong máy các bạn ha. Các bạn nhìn thấy rất là đơn giản ha. Con CPU, một cái fan HP rất là bình thường mình hay thấy nè các bạn. Đây, cạc quạt rồ màn hình quạt rồ B620 các bạn ha. Thì cái main này nó có 4 slot RAM mà support tối đa là 128GB. 32GB x 8 x 4 các bạn. Thì hiện tại đang gắn một thanh 8GB nè. Rồi ổ cứng 1T nè các bạn. Thì các bạn thấy cái con HP này nó có cái hay là nó có hai cái khe M2 các bạn. M2 này là cái sắt nó sẽ chỉa ra ngoài khay nữa các bạn. Tức là khi mình gắn cái M2 vô á là một đầu trên men, một đầu tắt lên khay nữa các bạn. Đó. Vị trí thứ nhất nè, vị trí thứ hai. Còn vị trí một cái M2 ngắn hơn ở đây á là dùng để gắn cái cạc Wi-Fi các bạn, cạc AC ha. Đây. Bên trong rất là đơn giản thôi các bạn ha. Đây là cái SSD M2 các bạn, EX900M2 của HP ha, bản 500GB các bạn. Giờ mình sẽ gắn ở đây vào Intel Windows. Nhớ các bạn, khi mình gắn cái M2 vô xong các bạn thấy một đầu nó trên men nè, đầu nó bắt ra ngoài khay rồi các bạn. Nhìn rất là lạ ha. Trước giờ mình cũng chưa thấy cái khay nào bắt như kiểu như vậy các bạn. Ngoài ra còn có khe M2 dưới đây nè các bạn ha. Có sẵn đầu ốc đây. Đó.
thêm cái khe ngắn ở đây nữa. Đó.